vàng, soi vào giọt nước lang thang, thấy cha ông Thủa hồng hoang dõi về. Vâng, đã từ lâu thì theo quan niệm của ông cha ta, trong những sự kiện trọng đại như thế này mà chúng ta lại được đón những cơn mưa thì đó chính là báo hiệu cho sự may mắn và thuận lợi. Và hiện tại thì những người làm chương trình rất mong muốn được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị vì đã có mặt rất là đông đủ để ủng hộ cho buổi lễ ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong thời tiết như thế này thì sự hiện diện của quý vị lại càng là nguồn động viên và cổ vũ rất lớn cho những người làm chương trình ạ. Với khí trời mát mẻ và những giọt mưa bay như thế này thì hy vọng đây thực sự sẽ là báo hiệu cho một khởi đầu thuận lợi và may mắn, đúng không thưa quý vị? Và tiếp theo để đến với bài tiết mục tiếp theo cho chương trình văn nghệ, xin mời quý vị cùng đến với bài hát Con lên chùa dâng hoa do câu lạc bộ văn hóa thể dục thể thao thôn Mỹ Nguyên trình bày. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Kính thưa quý vị, chém sen trắng